Và xin chào tất cả các quý anh chị nhà đầu tư và chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh chứng khoán của Hoàng. Phiên giao dịch ngày hôm nay là phiên 12 tháng 10, là phiên hồi phục tương đối là tốt và diễn ra ở hầu hết các nhóm ngành. Thì chúng ta cùng nhìn vào VN30 là những cái mã cổ phiếu ngành ngân hàng sau vài cái phiên sàn liên tiếp thì đến ngày hôm nay cũng đã bật trần, tăng trần trở lại. Đây là một tín hiệu cực kỳ là tích cực. Thì cái kịch bản thị trường về vùng 1.000 là sẽ tạo đáy ở quanh đó thì cũng đã được em làm và chia sẻ đến anh chị, những người mà đã theo dõi và follow kênh của em. Thì nhìn chung thì cái phiên ngày hôm nay hồi phục tương đối là tốt. Những cái nhóm ngành mà giảm sâu thì lại hồi mạnh. Còn những cái bọn cổ phiếu mà không cái nhịp vừa rồi không rơi ấy, thì đến ngày hôm nay lại rơi bù. Cụ thể như là những cái mã là VCG này, HDC. HDC hôm nay đóng cửa mức giá sàn này, DRH, Dreamhouse sàn. Đó, có đâu đó một vài những cái mã mà chưa giảm thì đến ngày hôm nay giảm bù. Cái thanh khoản thị trường 10.700 tỷ đối với một cái phiên hồi phục như này thì em đánh giá là tốt. Đó, 24 mã trần này, 5 mã sàn. Đó, thì vậy thì cái đà hồi phục này thì nó sẽ tiếp diễn như thế nào và target đến đâu và chúng ta cần phải có những cái chiến lược gì thì chúng ta cùng đi thế, cùng đi vào tìm hiểu sâu hơn một chút cái bảng thống kê chi tiết của VPS 70. Ở cái biến động này thì không còn gì để nói rồi, đóng cửa những cái mã nằm bên này thì đa số toàn là dòng ngân hàng này, bất động sản. Đó, chỉ có một bốn mã OGC, HDC, HAG này, NBB là giảm sàn. Còn lại không đủ. Hôm nay trong cái 150 mã mà em theo dõi thì có không đến nổi là 20 mã giảm điểm. Ngoài bốn cái mã này ra thì còn lại, phần còn lại thì giảm tương đối là thấp, tương đối là ít. Đó, thì cái tín hiệu đảo chiều này nó đã được bọn em nốt vào từ ngày hôm qua là thị trường tạo đáy. Số mã nằm trên MA20 là bắt đầu tăng mạnh trở lại. Đó, và ở cái giai đoạn thị trường giảm sâu như thế này thì chúng ta cần phải tập trung vào những cái nhóm ngành giảm sâu. Thứ nhất, chúng ta nhìn vào cái biến động ngành tuần thì những cái nhóm ngành nào càng giảm sâu thì chúng ta sẽ cần phải quan sát, tập trung và chú ý những cái nhóm ngành đó. Cùng nhìn lại cái ngày hôm qua. Đó, ngân hàng này, dịch vụ tài chính này giảm ở cái mức từ 10 đến 11% này là một cái mức giảm cực kỳ là mạnh. Và giảm đây là gọi là bị giảm thái quá rồi. Thì sẽ sớm thôi sẽ có những cái nhịp hồi phục của những cái nhóm ngành mà giảm sâu thái quá. Đó, ok. Và hiện tại ngày hôm nay là ngân hàng cải thiện này, tuy nhiên là bảo hiểm này, bất động sản này, vật liệu xây dựng này, dịch vụ tài chính nó vẫn đang cho chúng ta thấy là những cái nhóm ngành này vẫn đang bị giảm thái quá và sẽ sớm có hồi phục, và hồi phục tương đối là nhiều ở trong giai đoạn sắp tới, và chúng ta cần phải lưu ý những cái nhóm ngành như thế này. Danh mục leading thì có sự cải thiện nhẹ, chứng tỏ là có dòng tiền vào trở lại. Đó, còn lại đa số cái phiên ngày hôm nay thì diễn biến tương đối là tích cực rồi.
Đó, chúng ta cũng không cần phải xem nhiều và chúng ta cùng phải quan sát thêm xem cái diễn biến ngày mai. Ngày mai mới là cái ngày mà thể hiện được là cái mã nào khỏe. Mã nào khỏe hay không là ngày mai. Chứ đây là một phiên phục hồi đầu tiên. Đây là phiên phục hồi đầu tiên thì sẽ cần phải có những cái phiên tiếp theo để xác định được đâu mới là cái mã cổ phiếu khỏe để chúng ta có thể tập trung và đánh những cái mã cổ phiếu khỏe đó. Ok. Đó, thanh khoản phiên hôm nay rất tốt. Rất tốt. À, chúng ta cùng đi vào cái chiến lược giao dịch ở phiên ngày mai là phiên ngày 13 tháng 10. Thì có những cái điều gì anh chị cần chú ý. Và chúng ta nếu những người nào mà chưa giải ngân thì nên xử lý thế nào, và những người kẹp thì cũng nên xử lý thế nào. Thì trước hết đối với những anh chị nào mà chưa giải ngân ấy, thì khả năng cái phiên ngày mai sẽ là một phiên điều chỉnh nhẹ của toàn thị trường. Khi mà chúng ta quan sát vào cuối phiên gần sát ATC ngày hôm nay thì đã xuất hiện những cái áp lực bán tương đối và khiến cho index hôm nay mọc một cái tóc nhỏ thôi, nhưng mà vẫn cho thấy là cái áp lực rồi. Đó, index không đóng cao nhất phiên thì ngày mai sẽ là một cái phiên điều chỉnh, khả năng sẽ là một cái phiên điều chỉnh của index. Thì nếu như ngày mai mà thị trường điều chỉnh ấy, chưa chắc những cái cổ phiếu khỏe nó đã điều chỉnh đâu. Vì vậy chúng ta những cái anh chị nào mà đang nắm giữ tiền mặt hay là chưa giải ngân hết thì chúng ta có thể chờ đợi vào phiên ngày mai, khi mà những cái cổ phiếu khỏe nổi trội hơn thị trường thì chúng ta sẽ tập trung và sẽ giải ngân vào những cái mã cổ phiếu đó. Và cực kỳ dễ nhá anh chị nhá, cực kỳ dễ là thị trường sẽ tạo một cái đảo ở đây. Ngày mai có thể là một cái phiên một cái phiên mà nến thân dẹt thôi, nến thân dẹt, và sau đó sẽ vượt qua ở cái vùng này bằng một cái gap khác, rất dễ. Và những anh chị nào mà đang kẹp hàng và đang nắm giữ những cái mã cổ phiếu mà ở cái vùng giá cao ấy, nếu như anh chị còn cái sức mua hay là còn tiền ở ngoài thì có thể giai đoạn này sẽ là cái giai đoạn mà để anh chị có thể mua trung bình giá đó, cũng như là cái cơ hội để anh chị có thể cơ cấu lại danh mục, đổi từ mã yếu sang mã khỏe. Mã yếu hay mã khỏe thì ngày mai sẽ là một cái phiên mà chúng ta có thể nhìn rõ nhất. Ở cả một cái giai đoạn vừa rồi khi mà thị trường giảm mạnh ấy, thì thị trường về đến vùng sát 1.000 thì em cũng đã cảnh báo và cũng đã chia sẻ với những cái khách hàng của team là cái vùng này là cái vùng sâu, cái vùng này là cái vùng mà không thể rẻ hơn nữa của cổ phiếu cũng như là thị trường rồi, và hoàn toàn có thể betting. Và đến ngày hôm nay là đa số những mã cổ phiếu mà bọn em mua ấy, thì đều đã bắt đầu có lãi nhá. Thì những anh chị nào mà chưa giải ngân thì chúng ta cũng không cần phải hoảng hốt, chúng ta sẽ không phải sợ cái việc là thị trường nó chỉ tăng đến 1-2 phiên. Khi mà thị trường nó giảm sâu ngoài rồi thì việc bật lên hồi phục trong vòng từ 2, ít nhất cho từ 2 tuần đến 1 tháng nó là điều hoàn toàn bình thường. Tại vì theo thống kê của em đó là thị trường giảm rất ít khi, rất hiếm khi giảm liền một mạch từ 200 cho đến 300 điểm, rất ít, rất hiếm khi. Và những cái nhịp hồi phục khi mà thị trường giảm mạnh ấy, thì đều phục hồi và thậm chí là vượt cả cái mỏm đỉnh trước khi mà rơi đó. Thì anh chị hoàn toàn có thể tự tin để mà giải ngân đó, cương quyết quyết tâm giải ngân và cương quyết đổi từ mã yếu sang mã khỏe. Tuyệt đối là không nên lao vào những cái mã cổ phiếu mà trong một vài phiên sắp tới nó thể hiện cái gọi là sức mạnh, mà nếu mà nó không thể hiện được thì chúng ta nên bán đi và đổi sang những cái mã cổ phiếu
khá khỏe hơn. Ok, thì những cái nhóm ngành thì thị trường nó đã đáy rồi. Anh chị nếu mà ưa thích cái nhóm ngành nào thì có thể tìm những cái cổ phiếu đầu ngành và những cái cổ phiếu nào tăng trần ở cái phiên giao dịch ngày hôm nay. Đấy, thì chúng ta sẽ canh những cái pha điều chỉnh để chúng ta có thể giải ngân ở những cái mã mà chúng ta ưa thích, và né những cái mã cổ phiếu mà sàn ngày hôm nay ra, như NBB này, HAG này, HDC, OGC. Đấy, những cái mã nào hôm nay mà đỏ thì đúng là không còn gì để nói rồi, chúng ta sẽ phải tránh những cái mã cổ phiếu đấy ra. Thế thôi, còn lại thị trường chung nó đã tạo đáy. Và ở cái giai đoạn này thì sẽ là cái giai đoạn cuộc đua về hiệu suất giao dịch. Thế thôi. Đó, ok, thì cảm ơn anh chị đã xem hết cái video của em. Thì những anh chị nào mà cảm thấy những cái chia sẻ của em có hữu ích ấy và sát với thị trường thì anh chị vui lòng ủng hộ em bằng một like và một theo dõi. Ok, em xin cảm ơn.